Chiến sĩ nhỏ, dũng cảm lên nào. Bố cháu hy sinh là để cứu tính mạng một con người. Cháu cứ thế này thì bố cháu sẽ buồn lắm đấy. Các con sinh ra không được may mắn, cho nên bác với mọi người chỉ mong muốn các con thương yêu, đùm bọc và cố gắng học thật tốt. Như thế thì bố con mới vui được. Chị Măng nhớ con lắm đấy, cho nên chị Măng bắt ba phải dẫn lên đây để gặp con đấy. Con có nhớ chị Măng không? Đi được không? Sao đây? Báo cáo đồng chí là đội trưởng. Đồng chí Hoàng bị trèo chân ạ. Báo cáo đồng chí đây đội trưởng. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Được. Đồng chí Thái. Có. Đồng chí cùng đồng chí Hiếu hỗ trợ đồng chí Hoàng đến điểm tập kết. Rõ chưa? Rõ. Tôi nghĩ anh nên viết mấy dòng. Nó rất mong và nhớ anh đấy. Trong khi nó thì sẵn sàng chia sẻ sai lầm trong quá khứ cho mày nghe. Ông thì chỉ trực chờ nắm thóp nó thôi. Thì cái gì? Chả gì cả. Hôm nay mày tỉa tao ghê đấy nhở. Mới hôm qua nó còn hành nó ấy. Thay lòng nhanh đấy. Vì tao thấy mày luôn may mắn. Cái gì trong cuộc sống cũng có. Thế mà chẳng biết quan tâm người khác, đúng không? Cái thằng này mới có một đêm mà mày mắng tao có sơi sơi ấy nhở? À, ghen đúng không? Thì chả thế à. Hai anh em chơi cùng nhau bao lâu, thế mà phải chờ đến lúc cô Ngân lên cô Ngân nói. Mày mới biết tao mồ côi cha mẹ còn gì. Không phải ai cũng dễ dàng chia sẻ những thiếu sót cũng như thiếu thốn của mình cho người khác đâu ông tướng ạ. À.